đau bụng. Cái gì vậy? Tại sao khuya rồi mà anh ở trong phòng ngủ của nhà Hân? Sao khuya rồi em không ở phòng ngủ, qua đây làm gì? Chúng tôi đã đến với nhau rồi. Nhưng mà anh đâu có yêu Nhã Hân. Anh xin lỗi em, bây giờ anh đã có tình cảm với Nhã Hân rồi. Hơn nữa điều này thuận theo ý của ba mẹ anh. Anh không muốn làm cho ba mẹ của anh buồn nữa vì sự lạnh nhạt của anh với Nhã Hân. Không, anh đã dối. Anh đã dối. Không thể như vậy được. Anh bảo em sắp sanh rồi. Thì em sanh đi, anh sẽ nuôi cho. Nhanh lên, sanh đi đưa anh nuôi cho. Không. Mở cửa, mở cửa ra. Tôi muốn gặp con tôi. Trả lại con cho tôi. Tôi xin các người mà. Trả lại con cho tôi. Tôi xin các người mà. Nhã Hân, Nhã Hân à, trả lại con cho chị. Trả lại con cho chị đi. Chị muốn gặp con chị. Từ bây giờ không còn là con của chị nữa rồi. Chị đi đi, nếu không đừng có trách. Chị xin em mà. Chị xin em mà Nhã Hân. Trả lại con cho chị đi. Chị xin em mà. Đừng có mơ. Không bao giờ tôi trả nó lại cho chị đâu. Trả lại con cho chị. Trả lại con cho chị. Tôi xin các người mà. Không được. Bản thân mình phải làm điều gì để thay đổi cuộc sống này. Mình không thể mất hết tất cả như vậy.